ngon vừa rẻ. Xin chào cả nhà. Và hôm nay là bạn đã uống Coca Cola hôm nay chưa? Coca Cola nhé. Bạn đã uống bò húc hôm nay chưa? Bò húc thật nhá. Mình xem một video trên mạng thì người ta nói là bò húc giả. Đừng nói lên tẩy sàn nhà rất là sạch. Như mình nói thế là rất là xúc phạm với bò húc. Bởi vì bò húc là nước tăng lực. Nước tăng lực bò húc làm sao chứ thằng phách được. Thằng xin nhá. Nào chúng ta cùng trải nghiệm tiếp xem nào. Bạn đã uống Lavi hôm nay chưa? Thôi Lavi mình đổ sang bên này cho nó nhìn cho rõ nhá. Ok, và đối thủ đầu tiên chúng ta là Lavi. Cầu thủ tham gia trận giải tranh giải sức mạnh tẩy rửa bồn cầu hôm nay là bò húc. Nước uống tăng lực bò húc. Và thứ hai là tiếp theo là Coca-Cola. Đặt đây. Ba đối thủ chúng ta sẽ cùng chạy đua với nhau, cùng chạy đua một cái cuộc đua gọi là đua vũ trang xem thằng nào thằng khỏe nhất. Các bạn sẽ cùng chờ kết quả với mình nhé. Chờ một tí bạn này à. Đoạn này là nước sông nó bị phạm mất nước giếng các bạn ạ. Các cụ vào nước sông không được phạm nước giếng. Và thằng bò húc thì nó lấn át sang thằng Coca rồi. Ok. Mà hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm xem là Coca Cola, nước lọc và bò húc, cái nào mới gọi là vô địch về sức mạnh. Nhưng mà mình vẫn thích có bò húc lên. Bò húc thì là tăng cường sức mạnh luôn. Coca Cola người ta hay quảng cáo là bạn đã uống Coca Cola hôm nay chưa? Còn Lavi chẳng ai quảng cáo thì nó cũng rất lọc hơi uống được suốt này. Và một trong ba loại nước này thì là một ngày nước lọc này ngày ta uống 2 lít được vẫn không sao. Nhưng riêng cô có riêng cái thằng bò húc và thằng Coca này ngày uống 1 lít thôi là sớm các bạn là đi về gặp ông bà ông bảy luôn. Bởi vì mình dự đoán cái bọn này là tẩy rửa bồn cầu rất là tốt. Và chúng ta cùng trải nghiệm. Trong khoảng thời gian chờ đợi, thời gian bây giờ là 7:30 này, thì trong khoảng thời gian chờ đợi các bạn ấn cho mình một nút like, share fanpage phụ kiện điện thoại ngon bổ rẻ và đăng ký kênh trên YouTube là Nguyễn Văn Tiến. Chúng ta cùng chờ đợi. Ok, để đây là các bạn cùng chờ đợi nhé. Chúng ta sẽ chờ đợi khoảng tầm từ 5 đến 7 phút các bạn nhé. Thì là cái vật đầu tiên là mình sẽ nói về cái nước Lavi. Nước Lavi này thì là nó là nước khoáng thiên nhiên Lavi, quảng cáo rất là hay. Và là nước ta uống tăng lực bò húc thì người ta quảng cáo là uống vào húc như trâu như bò luôn ấy, là tăng cường sức mạnh, tăng cường sinh lực. Còn Coca Cola là người ta hay hỏi là bạn đã uống Coca hôm nay chưa. Hôm nay thì mình uống cả ba loại nước rồi và cùng trải nghiệm xem đó là thằng nào là thằng nguy hiểm nhất. Hiện giờ ở đoạn khu vực này, chỗ này nó đang bị nước sông phạm đến nước giếng rồi. Thì là giữa thằng bò húc và thằng Coca, nhưng không sao, thằng Coca chảy xuôi xuống dưới kia rồi. Thằng bò húc thì nó cũng chảy ngược. Còn thằng nước lọc thì nó đứng yên một chỗ luôn. Chúng ta cùng chờ đợi mấy phút nữa để xem thằng nào mới là thằng uống tốt cho sức khỏe. Uống tốt cho sức khỏe đầu tiên là đảm bảo được nguồn nước cho người. Trung bình một ngày uống từ 1 lít 1 đến 2 lít. Còn Coca Cola nếu mà không có chất tẩy rửa thì là thực ra là mình nghĩ là có một lượng axit gì đó trong Coca Cola và bò húc nên nó sức tẩy rửa thôi. Chúng ta cùng trải nghiệm xem là và nhìn thực tế luôn. Mình không cắt ghép video này và mình sẽ cùng nhìn thực tế các bạn xem thằng nào thằng tẩy rửa tốt nhất nhé. À, trong lúc chờ đợi thì là mình giới thiệu là mình là ở cửa hàng phụ kiện điện thoại ngon bổ ngả. Người ta fanpage là phụ kiện điện thoại ngon bổ rẻ. Thế là video của mình thì thường là những video mình làm là thực tế mà mình hay quay về quảng cáo cửa hàng mình. Thế cho nên là cho
phép mình xem vào quảng cáo là phụ kiện ngon bột rẻ 326 Minh Khai, 46 Nguyễn Chí Thanh và 258 Lê Thanh Nghị, 36 Định Công các bạn nhé. Còn cái 334 Minh Khai người ta sắp làm đường rồi, coi như là mất nhà mất cửa rồi. Đi ở đây ngã lộn cổ anh. 5 phút đã trôi qua, chúng ta cứ chờ đến khoảng tầm 7 phút đi, 8 phút đi. Bởi vì là nếu chúng ta mà công bố kết quả luôn thì có thể là thằng nước La Vi nó bảo là nó chưa đủ thời gian để tẩy rửa. Thằng Coca thì nó đã bảo nó không đủ, và thằng Bó Húc. Nên chúng ta sẽ cùng chờ đợi thêm đến phút thứ 7 chúng ta bắt đầu là lau sàn. Bạn nào mà uống Bò Húc nhiều cứ bệnh viện Bạch Mai Thăng Tiến. Xin chào cả nhà.